Em Mr. Trump xin được gửi lời chào tới các bác. Và trước mắt các bác đây là một cái mẫu xe 7 chỗ. Một mẫu xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy. Một chiếc xe đẹp cực kỳ luôn. Biển 4 số các bác nhá. Vẫn một chủ từ đầu. Tuy rằng thì đời cũng không được cao cho lắm. Sản xuất năm 2009 thôi. Nhưng mà để mà nói thì sẽ rất ít có một con xe nào mà được đẹp và được chất như cái con xe này của bên em nhá. Xe với độ chất còn rất là cao, phải gọi là hàng hiếm trên thị trường. Đấy, đây các bác xem. Với ức sơn rất là bóng đẹp này. Và cặp đèn pha zin nhá. Cặp đèn pha này là của xe là một cặp đèn pha zin này. Và nó vẫn còn rất là trong này. Đấy, với ức sơn rất là bóng đẹp. Và đặc biệt ở trên con xe này là máy và số của xe là còn zin nguyên tất luôn. Kể cả những cái mặt dàn cò của xe vẫn còn zin nguyên luôn các bác nhá. Đây ạ, đây là phần đầu của chiếc xe. Đây các bác xem này. Đèn còn rất là trong đúng không ạ? Đèn pha xịn đấy ạ. Đảm bảo các bác là đèn pha xịn nhá. Đây la răng đúc. Phanh có phanh ABS rồi. Và đây là mẫu xe bản đủ máy 2.0. Đây là nó có cả cờ lóc luôn các bác nhá. Nó có cả cờ lóc luôn kìa. Đăng kiểm thì tháng 7. Nốp dày. Đấy. Và thân vỏ xe không mất phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ của xe là còn nguyên hết nhá. Keo chỉ của xe là còn nguyên toàn bộ luôn. Đấy, lộ thất cực đẹp. Và chiếc xe này thì tất nhiên nếu mà đã đẹp như này rồi thì sẽ chắc chắn một điều rằng không chạy qua taxi và không qua dịch vụ các bác nhá. Không qua taxi và không qua dịch vụ. Lộ thất của xe đây ạ. Phần đồ nhựa và tất cả những mọi thứ của xe nó còn rất ok. Đây các bác xem này. Đây, điều hòa của xe đây, những cái phím bấm của xe còn đẹp này. Đây, khóa khiển của xe còn nguyên này. Và vô lăng này là vô lăng zin nhá. Vô lăng zin nguyên và còn rất đẹp, không bị mòn đúng không ạ? Có cửa lóc nữa luôn các bác nhỉ. Đấy, có cửa lóc nha. Lấy em quay phần bên ngoài, rồi em quay qua phần bên trong cho các bác mình xem đây. Mẫu xe 7 chỗ ngồi các bác nhá. Sản xuất 2009 nhá. Mẫu này rất là lành và tiết kiệm, bền bỉ. Các bác đã từng đi, đã từng dụng, từng nghe qua thì các bác biết là hãng Kia nó như nào rồi, đúng không ạ? Với giá tiền rất hợp lý luôn, chỉ có hơn 200 triệu thôi thì các bác có thể là mua cái mẫu xe này về dùng rồi nhá. Đây, phanh ABS 4 bánh luôn, là răng đúc. Đây là phía sau. Em quay phía sau cho các bác xem đấy ạ. Đấy, với lớp sơn rất là bóng đẹp đây. Tất cả những cái khe này, những cái mép này, các bác thấy này, rất là đều luôn này, rất là khít đúng không ạ? Rất là khít và rất là đều. Kính của xe đều là kính zin nhá, được bọc dán rồi các bác nhá. Hiện tại đây thì em đang quay phần bên ngoài và quay kỹ phần bên ngoài cho các bác xem. Đấy, đèn cũng vậy. Đèn sau, đèn trước đều là đẹp hết các bác nhá. Xe này đứng tên tư nhân, đăng ký tên tư nhân. Biển Hà Nội vẫn là biển 4 số. Vẫn là biển 4 số. Chiếc xe này một chủ từ đầu mà, đúng không ạ? Các bác cứ nhìn cho em, nếu mà những chiếc xe mà biển 4 số đấy ạ thì gần như là đều là một chủ từ đầu hết các bác nhá. Nếu mà đời thấp thấp mà biển 5 số thì kiểu gì cũng sang hai chủ rồi. Đấy, này đều chắc chắn luôn. Ở phía bên ngoài đây, em mời các bác xem. Một chút nữa các bác xem phần nội thất và phần máy nhá. Tiếp phần quay phần máy cho các bác xem luôn. Máy zin từng con ốc luôn. Đấy, đấy là một điều hết sức đặc biệt. Và sẽ ít có con xe Kia Carren nào làm được. Đấy, phần bên ngoài đây nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, xe đẹp cho nên là các bác mình mua cái giá nó cũng phải là mình tới tầm một tí. À, tất nhiên thì không đắt quá đúng không ạ? Đắt quá thì các bác sẽ lựa chọn sang một dòng xe khác hoặc là chiếc xe khác cùng đời. Đấy. Và giá của chiếc xe này cụ thể ra làm sao thì em mời các bác xem chi tiết ở phần mô tả hoặc là phần tiêu đề nhá. Đấy, giá em để ở trên đấy rồi. Đây các bác xem này, những cái đồ nhựa này, những cái đồ nhựa rồi những cái phần mạ chrome còn rất là sáng này. Đấy, đèn có trang bị đèn bi nhá. Thân vỏ các bác nhá, thân vỏ gỗ kêu chỗ nào cũng kêu. Đấy. Rất là kêu này. Đấy. Cam kết cho các bác về những vấn đề lỗi như là lỗi đâm va, ngập nước đảm bảo là không có trên con xe này nhá.
Đây, nội thất thì em quay sâu đi, tiếp sẽ quay cho bác xem nó sau nội thất nhá. Đây các bác xem này. Đấy, những con bu lông, những phần móc chốt khóa cánh cửa nó còn sáng đẹp thế này này. Đấy, chỗ này chị bẩn thôi nhá. Chỗ này mà vệ sinh cái là rất là ok đấy ạ. Ghế bên trong của xe vẫn là ghế lý này. Đấy, vẫn là ghế lý như này nhá. Lý rất là sáng đẹp thế này này. Được bọc một bộ ghế bên ngoài rồi. Đấy, chủ trước bọc một bộ ghế để làm sao nó sáng hơn. Đấy, nó không bị bẩn đúng không ạ? Trước này máy 2.0, các bác lấy là máy 2.0 nhá. Chứ dòng này thì nó có hai bản máy 1.6 nữa. Còn con này của em là máy 2.0. 2.0 thì nó là bản đủ. Các bác nhá. Đây cabo này này. Đồng trong thì hoàn toàn là sơn zin rồi. Và đây là phần động cơ cho các bác nghe mình xem này, động cơ đây nhá. Động cơ máy 2.0 đấy ạ. Và đây các bác xem này, chỗ này là nó vẫn có một cái đây, cái keo bằng to bằng hạt gạo lồi đây này. Đấy, cái keo nhá. Cái keo đấy là keo zin đấy ạ. Zin từ cái phần mặt cho đến phần thân nhá. Có nghĩa là ở đây là em đang chia sẻ các bác là nó là nguyên bản. Đấy, da máy của xe thì còn đẹp, còn sáng và máy thì rất là khô, không chảy dầu. Nói chung là máy số đại chất. Máy số các bác yên tâm. Đấy, không bàn về máy và số đối với chiếc xe này nhá. Đây là máy về số. Còn bây giờ thì tiếp tục em cho các bác xem phần khác của chiếc xe. Đấy, chi tiết từng phần một luôn ạ. Bên em hỗ trợ sang tên đổi chủ cho các bác khi cần. Và bên em đợt này có hỗ trợ giao xe, có hỗ trợ mang xe tới tận nơi cho các bác xem. Xem ưng, mình lấy, không ưng bên em đánh về. Các bác nhá. Đấy, mang xe cho các bác xem luôn. Đây là một điều hết sức là tuyệt vời trong cái đợt mùa dịch Covid này, đúng không ạ? Và về giá nhá, các bác lưu ý cho em là để có một cái giá tốt, một cái giá yêu hơn nữa ngoài cái giá mà bên em đưa lên thì các bác cứ alo nhá, cứ gọi điện để chốt một cái giá tốt các bác nhá. Các bác mua được giá nào các bác cứ bảo em. Bên em thấy có lãi, có thấy hợp lý nào bên em để cho các bác luôn nhá. Và bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết phần cánh cửa của chiếc xe này. Keo chỉ của xe đây nhá, keo chỉ mép cánh cửa này. Còn nguyên bản hết này các bác này. Nòng trong là sơn zin này. Đấy, phần tắp ni tắp nô xe thì các bác có thể nhìn thấy là nó không bị kém đúng không ạ? Nó không bị kém này. Đồ nhựa đây, những cái phần gai nhựa lối đây còn rất là cao đây, đúng không ạ? Rất là cao. Gương kính được điều chỉnh điện hết rồi các bác nhá. Và những cái phím bấm ở đây nó không bị mòn này. Đấy. Đồ nhựa bên trong của xe này vẫn còn đẹp. Những chỗ này thì vừa rồi em quay rồi đúng không ạ? Vừa rồi em quay rồi. Đấy, phanh tay thì có xe được nằm ở đây nhá. Đây quay các bác xem phần tắp lô luôn. Dòng này vô lăng 4 chấu và có túi khí rồi, có túi khí ở giữa đây rồi. Đấy, có vô lăng tích hợp nhá. Cái phím bấm điều khiển điều chỉnh âm thanh. Đấy, vẫn tắp nô đây ạ. Hệ thống đầu đài của xe là nguyên zin, nguyên bản theo xe. Đấy, và điều hòa của xe là điều hòa auto tự động các bác nhá. Điều hòa tự động. Và mát thì cực sâu luôn, tôn số lái nhẹ nhàng. Đây, những cái vị trí tiếp theo nữa này các bác này. Đấy. Kính đều là kính zin nhá. Các bác đang quan tâm đến cái dòng xe 7 chỗ tầm hơn 200 triệu thì cái mẫu này là một trong cái mẫu để cho các bác mình lựa chọn, các bác dùng về yên tâm đây. Mẫu này thì yên tâm sử dụng luôn vì nó quá bền và nó rất là lành luôn. Đồ đạc thay thế sửa chữa thì nó lại rẻ nữa, đúng không ạ? Nó rất là rẻ nhá. Đây có xem cái đồ nhựa của nó này. Đấy. Đồ nhựa của nó rất là đẹp đúng không ạ? Ở trong phần đây này bên em chưa vệ sinh, vẫn để nguyên bản nhá. Hơi bẩn một chút. Đây các bác cùng đón xem. Video nào cũng vậy, em sẽ quay cho các bác tương đối là chi tiết luôn.
các bác đang theo dõi kênh của bên em mà các bác chưa nhấn đăng ký, chưa nhấn theo dõi đấy, đăng ký ở trên YouTube và theo dõi ở trên fanpage, thì các bác hãy nhấn đăng ký theo dõi luôn nhé, để mình được xem những mẫu video mới nhất và cùng đồng hành với lại kênh của bên em tiện hơn và nó thuận lợi hơn các bác nhá. Đây, trần ý vẫn nguyên bản này, trần ý nguyên zin theo xe. Xe được thiết kế là 7 ghế ngồi. Đây, hàng ghế này thì mình có thể là nâng lên hạ xuống này. Đây, mặt sau cũng vậy, nó bằng lý nhưng mà hơi bẩn một chút. Cái này mình vệ sinh được nhá. Đây, vệ sinh hoặc là bọc da vào thì nó sẽ dễ lau chùi hơn, đúng không ạ? Lý đằng sau là lý nguyên zin. Đây, thân vỏ đấy các bác này, gõ này. Đấy, rất là kêu. Chỉ nghe thấy tiếng tôn thôi, đúng không ạ? Đây, các bác cùng đón xem một cánh nữa đây. Đây, chỗ này bẩn nhá, một vài vị trí nó hơi bẩn một chút. Quan trọng là cái chất của xe là vẫn giữ được, đúng không ạ? Nó vẫn còn cái chất. Nhiều con nó là đẹp theo kiểu làm lại đấy ạ. Còn này, con xe này của em nó là đẹp nguyên bản nhá, đẹp nguyên zin. Đấy, các bác xem này, về phần tắp nô quay rất là sắc nét cho các bác ngắm luôn. Đây, những cái bu lông nhá, những con bu lông mà bắt cánh cửa bản đề, cái cửa này là chưa tháo đâu ạ. Đấy, rất là đẹp sáng này, đúng không ạ? Các bác dành tay cho em xin một like nhá, thấy chiếc xe đẹp cho em xin một like. Một lần này ủng hộ và cũng là một cách để tương tác. Rồi, em cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây, các bác xem cho em, đây keo chỉ đây. Đúng không ạ? Keo chỉ đây này. Đây, lòng trong này là sơn zin, còn tương đối là bóng. Với tông nội thất là màu đen, bên ngoài là màu bạc. Đấy, kính là kính zin đây và những cái gioăng đẹp này các bác này. Chi tiết rõ ràng về chiếc xe Karen. Ở phía sau đây được thiết kế có cửa gió thổi về đằng sau nhá. Và có cửa gió thổi ở dưới chân nữa, ở dưới gầm ghế. À, ghế này thì mình có thể gập lại được. Đấy. Gập lại được để bước về phía sau nhá. Cửa đóng êm chắc. Đấy, rất là êm và chắc, đúng không ạ? Đấy, chiếc xe Karen thì còn cái phần gầm nữa thôi. Còn phần gầm nữa thì em sẽ kết thúc nhá. Đấy, các bác chú ý xem thêm tầm khoảng mấy phút nữa. Gầm sàn đẹp. Đấy. Các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Gầm sàn rất sáng đẹp. Về vấn đề mục mọt, han gì thì các bác yên tâm rồi, chiếc xe này yên tâm rồi. Rồi, gầm sàn em cũng đã quay xong. Các bác xem xong chiếc xe này mà mình đã thích rồi, mình yêu chiếc xe này rồi thì các bác nhấc máy alo sớm với em. Theo số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 để được hỗ trợ tư vấn về mọi thứ. Thủ tục sang tên, vận chuyển, rồi có cả công chứng mua bán, công chứng ủy quyền. Đặc biệt thì alo để bên em cùng các bác chốt giá, cùng bàn giá và cùng chốt giá nhá. Đây, em quay lại cho các bác xem khung vận đầu một chút. Một chiếc xe đẹp với giá tiền hợp lý, cho nên là các bác nhanh tay một chút, đúng không ạ? Xe này là em chia sẻ với các bác là cũng rất ít có một chiếc xe Kia Karen nào với phần máy và số nhá, với phần máy và số của xe là vẫn còn nguyên bản như thế là rất là ít luôn đấy ạ. Rất ít luôn, rất ít có một cái chiếc xe mà nó còn độ nguyên bản như vậy. Chiếc này thì tất nhiên sẽ phù hợp cho bác nào mà mình khó tính một chút, mình đang quan tâm đến dòng xe đẹp, đúng không ạ?
Tất nhiên bác nào mà quan tâm đến những chiếc xe mà nó kém đấy thì dưới 200 triệu cũng rất là nhiều nhá. Dưới 200 triệu tầm 160, 170, 180 triệu cũng có Kia Carnet luôn. Còn bác nào mà quan tâm đến độ đẹp, độ chất của chiếc xe thì các bác mình xem chiếc xe này và bàn giá để làm sao vào việc cả hai bên các bác nhá. Địa chỉ xem xe thì các bác tới là 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe khác đang chờ đón các bác. Các bác hãy đăng ký kênh, nhớ theo dõi để được xem thêm. Vâng, video em xin được kết thúc tại đây. Xin được gặp lại các bác vào những video tiếp theo.